Có nhiều bạn nhắn tin hỏi dược sĩ Đạt là dược sĩ ơi, cho em hỏi là em bị mụn đầu đen, rồi em bị mụn ẩn, rồi em bị mụn viêm thì xử lý như thế nào? Đấy thì hồi xưa mình bị mình tuổi dậy thì mình bị mụn thì nó đã lành hơn. Nhưng bây giờ ngoài 30 rồi, sinh 2-3 con xong rồi vẫn bị, đúng không? Rồi có những bạn bè nó bị, nó dùng sản phẩm này nó mách mình là mày dùng đi, tao dùng cái hiệu quả lắm, nhưng mà đến lúc mà mình dùng cái không hiệu quả. Thế tại sao nó như vậy? Thì trong video này dược sĩ Đạt sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Trước hết chúng ta cần phải hiểu như này này. Thế mụn thì nó tạo ra từ đâu? Chúng ta phải hiểu được cái quá trình sinh lý tự nhiên của làn da của chúng ta. Thứ nhất, cái làn da của chúng ta ấy nó sẽ có các cái tế bào sừng, đúng không ạ? Nó sẽ sản sinh liên tục từ cái màng đáy. Đấy. Và sau khoảng 28 ngày đối với phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản thì nó sẽ thay một lần. Cái thứ hai, đó là các cái tuyến dầu ở dưới cái lỗ chân lông của chúng ta. Thì trong cái tuyến dầu này nó có các cái chất như chất bã, như là các cái axit tự do, đúng không? Axit béo tự do để duy trì cái độ cân bằng pH trên bề mặt da. Và cái việc này nó rất quan trọng để giúp cho các cái vi khuẩn có lợi nó phát triển và vi khuẩn có hại nó không sinh sôi phát triển được. Khi mà cái tuyến bã này nó bài tiết ra quá mức, đúng không? Thì nó cũng sẽ đấy là lý do gây ra tình trạng mụn của chúng ta. Đấy. Và một yếu tố ba nữa, đó là yếu tố vi khuẩn. Ở trên da của chúng ta có rất nhiều các loại vi sinh vật ký sinh. Và trong đó có một loại vi khuẩn mà các nhà khoa học Hồ Chí Minh nó liên quan đến vấn đề mụn. Đó chính là con vi khuẩn P. acnes, đúng không? Nó liên quan đến vấn đề viêm. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể liên quan đến cái việc chúng ta sử dụng các cái sản phẩm sữa rửa mặt rồi kem dưỡng nó không phù hợp. Cái độ pH quá cao, tức là pH kiềm ấy, nó làm cho cái môi trường axit trên bề mặt của da nó bị ảnh hưởng. Và từ đó các loại vi khuẩn gây bệnh nó sẽ sinh sôi mạnh mẽ hơn và gây ra tình trạng mụn viêm của bạn. Đấy, thì đấy là lý do như vậy, các bạn hiểu bản chất nguyên nhân như thế nhé. Và đối với việc cái mụn viêm này, nó xử lý rất đơn giản. Mụn viêm là có sự tham gia của vi khuẩn P. acnes, đây là loại vi khuẩn chính, đúng không? Các chuyên gia đã nghiên cứu rồi. Bi tắc này, bi tắc ở phía trong lỗ chân lông. Và thứ hai là sức đề kháng mình giảm. Cái lỗ chân lông ta là bị bi tắc, đúng không? Nó lớp tế bào sừng nó không bong ra được, nó không đẩy được các cái gì ạ? Các cái tế bào của tuyến bã này, rồi các cái bã nhờn, các cái axit béo tự do steroid trong đó ra. Khi mà chúng ta trị mụn viêm ấy, thì chúng ta phải xử lý như nào ạ? Chúng ta phải có các bước sau đây này. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát con vi khuẩn đã. Đấy, phải kiểm soát cái nào ạ? Một là tăng cường miễn dịch của bản thân mình nhá. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đúng không? Ngủ đủ giấc và bổ sung thêm các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C, vitamin A để giúp tăng cường sức đề kháng, đúng không? Đấy đầu tiên. Cái thứ hai, mình sử dụng các cái sản phẩm nó có chứa các thành phần, ví dụ như là gì ạ? Benzoin peroxide có tác dụng là gì ạ? Kìm hãm các loại vi khuẩn này rất tốt. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải tẩy tế bào chết bằng BHA, bằng AHA, đúng không? Vì nó đã bị tắc mà, thì mình phải loại bỏ các cái tế bào chết để cho nó thông thoáng lỗ chân lông, và từ đó thì cái mụn nó mới đẩy ra bên ngoài và vi khuẩn mới đẩy ra bên ngoài. Đấy. Rồi chúng ta có thể dùng các sản phẩm kiểm soát dầu nhá. Thì cái việc mà tăng sinh dầu có quá mức thì nó sẽ ra bạn nó giữ lại trong lỗ chân lông và nó sẽ là cái môi trường để cho vi khuẩn phát triển. Vì nó chứa rất nhiều gì ạ? Các axit béo tự do, các cái ester steroid, đúng không ạ? Các triglycerid là cái chất béo và vi khuẩn rất thích cái phần này. Đấy. Thì kiểm soát dầu ấy thì mình có thể sử dụng các sản phẩm như là gì ạ? Salicylic acid, đúng không? Hoặc là gì ạ? GCPCA, đúng không? Nó kiềm dầu rất là tốt để hỗ trợ trong cái việc mà điều trị cái mụn viêm như vậy. Và thứ tư nữa là gì ạ? Chúng ta có thể dùng các cái sản phẩm mà có tác dụng chống viêm. Đấy, ví dụ như là gì ạ? Lưu huỳnh, ví dụ như là azelaic acid, đấy, hoặc là retinol, hoặc là adapenem nhá. Đấy là sản phẩm gì ạ? Giúp giảm viêm. Như vậy là cái quy trình mà điều trị mụn như vậy thì chúng ta phải quan sát, đúng không ạ? Còn cái việc mà tại sao bạn của bạn dùng hiệu quả, nhưng mà khi mình dùng nó hiệu quả thì có thể là gì ạ? Cái yêu cầu ở trong cái sản phẩm đó, cái mục tiêu, cái thành phần trong sản phẩm đó mình chưa nghiên cứu kỹ. Mình nghiên cứu kỹ xem là thành phần nó là cái gì và cái mục tiêu điều trị của nó là cái gì. Thì có bốn cái thứ mà dược sĩ Đạt chia sẻ. Thứ nhất là kiểm soát vi khuẩn, thứ hai là tẩy tế bào chết, thứ ba là kiểm soát dầu và thứ bốn là chống viêm, đúng không ạ? Thì bạn lưu ý xem và áp dụng hiệu quả nhá. Cái phần mềm mà các bạn áp dụng và có vấn đề gì đó các bạn chưa rõ hãy comment ở đây, dược sĩ Đạt sẽ hỗ trợ các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của dược sĩ Đạt nhé, để nhận được các thông báo mới nhất về các video mới nhất về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của bạn. Hãy nhớ rằng 70% sắc đẹp của bạn nó đến từ bên trong và 30% đến từ bên ngoài. Bên trong là việc ăn uống ngủ nghỉ, đúng không? Tâm trí thoải mái vui vẻ. Còn bên ngoài nó là chăm sóc dưỡng da và chống nắng. Xin chào các bạn và chúc các bạn có một làn da khỏe đẹp và trị thành công mụn ẩn, mụn đầu đen hoặc là mụn viêm. Xin chào bạn.